上一共怎么样？Để lòng tớ tàn đi vòng nữa. Đây là tớ sắp con nhà. Tớ sắp kì nhà hà, mà tớ lòng tớ ra. Mà tớ không? Có. Mang nước về đây. Ê, tớ đi cái này này, tớ xong rồi. Tớ đi ngay. Sao nhỉ? Tớ đi thì tớ có. Ơ, này bụng cười nhỉ. Này. Đây đó. Ơ, đợi anh đi. Đợi anh đi. Tí làm nước xong về. Đợi anh đi. Đó. Đợi anh. Đợi anh. Đợi anh. Đợi anh. Đợi anh. Xong. Anh tưởng nên làm việc của anh cũng phải đi ra ngoài. Gì đâu, gì đấy phải có gì anh. Anh đi về. Cứ ngày rồi về về. Đây anh em làm việc gì hả? Anh đi về. Em đi. Anh đi. Em về rồi. Trời nắng này uống nước đi, bổ sung nước đi. Mày quậy. Anh làm gì? Hả? Đi về. Đi đi. Về. Đó, đây đi. Tính anh về xong nói chú. Tính anh về. Xuống đi. Nào. Anh nào,
Thank you.
Thank you.
đâu nhỉ? Mấy hôm rồi có người nhỉ?
Lần này anh không nuôi cám đâu, anh chỉ nuôi thức ăn của mình thôi, bột ngô với lại chuối. Có rau không? Có. Nuôi thế ăn lợn đúng không? Giờ bán đấy, em xem lấy được con đấy không? Anh đang bán là 2 triệu. 2 triệu? Ừ. Con này 1 triệu 8 đi. 8 nhưng mà đây là dần rừng mà em giá nó khác chứ. Nhưng mà nó còi quá. Còi á? 8 là sợ không vào công của anh ấy. Lợn không được. Cái này đừng cái này đừng cả về nha, ngoan nha.
Anh về đi. Em sẽ làm.
phải mát, sợ sợ nó vào nó thích quá nó làm thế là phải chụp được gỗ chứ. Bắt thêm bánh nha đi. Những cái thuốc này sao lại bị cái này? Sao để ở nhà muối, muối nó bò vào thôi. Quá hẳn sử dụng rồi. Bắt thêm bánh rồi. Thêm 1.000
về hộ anh làm gì à? Được anh đánh này rồi. Đánh này rồi nữa anh đánh rồi này anh ơi, tìm vậy. Cái này là vậy anh. À, em ơi, con cá gì xuống đây để đấy, em lấy cái dưới này nhé. Cái dưới này có nhiều không? Nó khóa phải đây. Đây có cái gì chắn rồi? Muốn thì là tên. Em thân nó phát à? Phương, thật rồi ấy. Nước khai cho mẹ quay nha mà. Ừ. Nước khai. Ừ. Trời, quả nào đẹp đẹp đấy. Tắt đủ cho mày đây. Để đây vui nhé. Để đây vui đấy. Cạo cả lọc to tí. Má. Thank you.
Không lấy nữa, anh sẽ đi nhà nữa. Hôm nay không bỏ anh nữa. Không bỏ. Không bỏ anh nữa. Cho đây đó, không chỉ nó chặt. Nè, nè Hà. Kiến chị Hà. Cái này nó không đến, nó đen hết luôn này. Thank you.
chết rồi. Thank you.
Chị miền luôn. À,
chị gì nó gì cô cũng làm một đốt nhiều hả sao đây đi quá con từ từ con nhé. Chị. 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 Ch
sao chị chắc? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
về nè. Hả? Hả? Ai bỏ con cái đầu này? Nên con nó à? Chị nó mẹ chị chưa
Được chưa? Ngon quá. Đấy, thank you.
ngon đấy, cái này ngon, không phải giả đâu. Thank you.
Thank you.
cái này của cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái tay nha. Cho 10.000 trả kẹo nhé. Đây. Bà cho xin đi. Ừ. Cho xin. Bà kẹo nhé. Đi ăn kẹo nhé. Bà Vân. Thôi đi về đây. Về nhá. Về nhá. Bye bye.
Đấy, đi nợ đây. Chúng mày, tôi đến đòi nợ mà này. Nợ đây, họ đến đòi nợ, họ ghi giấy đây này. Nợ của em trai thôi. Nợ của em trai này, em đến đòi em ở đâu? Shh.
triệu. Đấy, đi nhận anh đâu mà. Thầm lại. Bọn anh về lại tìm tiền lợi ấy. Bây giờ có tiền chưa? Giả lại chưa? Hả? Có tiền gì? Giả lấy tiền lợi của bọn anh, cái ngân hàng em của chị Mắn này, em trai của chị Mắn này về nợ tiền bọn anh ấy. Chưa có giả đấy. Giả chưa đủ. Bây giờ có giấy nợ hóa đây. Đây có giấy nợ đây này, còn là một nợ 10 triệu đấy. Có giấy rồi mà. Đây này. Có giấy nợ đây này. Sao nào? Còn bao nhiêu tiền? Còn đúng 10 triệu. Để anh xem. Bây giờ là tìm thế nào, đi đâu tìm vai mượn giả bọn anh hết đi. Không nghe, không bây giờ cũng đến đòi làm tiền ra đi nhá. Xem cái này nó hết, còn bao tiền cho bà anh còn bao nhiêu thì mai tính sao. Giả anh đi. Không, đưa đây. Đưa đây. À, đưa đây. Giảm bớt thế nào, bớt đi. Ờ, cho con bớt một tí xem còn bao nhiêu xem này. Ơ, bớt cho, bớt cho nó. Để, đúng không, được, bớt, 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 nào. Xem tiền còn bao nhiêu. Ui, rồi nhiều tiền thế này mà không giả ra. Đếp, đếp. Xem, đếm bao nhiêu, đủ giả anh đi. Giả nợ cho thì nó 8 triệu đấy, 8 triệu thì à, thế à? Giả thì bớt cho 2 triệu nhá. Xem nào, chỉ đếm có đủ không? Không, đủ, đấy đếm đi. Nào bây giờ thì giả hết bảo anh rồi, như thế này. Cho xin 200 thôi, nhá. Nợ nhiều quá, không, thế thôi, nhưng mà như thế này. Bây giờ thế này nhá, giả hết bảo anh rồi, bảo anh thôi. Vâng, ok. Cái này chắc là bọn anh đi về nhiều lần lắm rồi đấy. Thế này em bảo là chị nhá, bây giờ không được, cho 100 rồi, không được, xin 1 triệu thôi, không được rồi, ai cho nữa, mày nở nhiều nữa, bây giờ còn xin gì nữa, nợ lâu lắm rồi, không được rồi, bọn anh chắc là còn không giả đủ, còn xin gì nữa, thế từ giờ đừng có về đây nhớ nhá, cái là giả đủ, vai nhá, khi giả rồi thì đừng có về nhớ nhá, rồi, cái sao vai á, vai không giả sao được cho em trai vai nhá, đó, em về, về nhá. Tiền thì mất mình kiếm lại được, quan trọng là bây giờ mình không có ai để làm phiền, mình sống hạnh phúc là được, nghe chưa? Bây giờ anh còn ở đây có gì khó khăn anh cũng em giải quyết.